Mọi người, hôm nay Nhân có dịp hẹn với lại ba của mình đi chơi biển vào cái ngày Friday Day sắp tới. Đây ba của mình đây, mình hay đi chơi với ba mình lắm. Mình thích là có những cái buổi trải nghiệm như là đi đến chỗ này chỗ kia, phải đi những nơi xa nữa cùng với ba. Tại vì ba cũng rất là thích đi chơi xa. Bàn chân của ai đây? Nhưng mà hôm nay định là đi với ba thôi. Mà bà Bona hôm nay chủ nhật nên ở nhà đòi đi bằng được đó. Nằm ngủ quá trời ngủ luôn rồi. Xong rồi có mẹ mình đi nữa. Hôm nay sẽ làm cái buổi trải nghiệm rất là vui. Mọi người hãy theo dõi hết góc này nhé. Bữa nay giờ thích đi biển lắm nhưng mà vẫn còn sợ cát. Ui dồi, sao á? Con mèo của tôi ngủ rồi hả? Ôi, nghe quay clip cái lời ngủ liền hay thiệt đấy. Mèo đã còn hay thiệt. Mèo này đang đóng phim gì vậy? Sau bao nhiêu là trong gai thì cuối cùng cũng đã đến rồi này mọi người ơi. Và địa điểm hôm nay gia đình Nhân đi sẽ là Phan Thiết Mũi Né. Để đến được nơi này cũng khá là gian nan đó nha mọi người. Tại vì lâu lắm rồi, nhớ là cũng khoảng mấy năm trời rồi Nhân không có đi Phan Thiết Mũi Né. Cho nên là mình cũng không rành địa điểm này lắm. Nhưng mà bây giờ quay lại mình tìm được một địa điểm rất là đẹp. Giá cả hợp lý nhưng mà có điều là hơi xa trung tâm một chút xíu. Cho nên là mọi người cũng phải cân nhắc nha. Muốn đi Phan Thiết Mũi Né thì mình phải tìm hiểu địa điểm và vị trí của nó nữa. Bà Bona và mọi người đã nghỉ ngơi rồi thì Nhân sẽ chuẩn bị cho bản thân của mình một chút xíu. Và hôm nay Nhân sẽ giới thiệu cho mọi người cái must have item mà Nhân không thể nào thiếu được khi mà đi đâu đó. Mặc dù là đi có 1-2 ngày thôi mà Nhân cũng phải có mới được nha. Quần áo thì không thể nói rồi. Bên đây mọi người, đây là những vật rất là đơn giản, những vật dụng rất là đơn giản thôi, giống như đồ make up là cái đầu tiên Nhân không thể nào mà thiếu được. Mặc dù là có Bona cho nên là Nhân vẫn phải make up nha mới quay clip được. Nhưng mà những cái món này nó khá là cơ bản. Rồi những cái đồ skin care vào buổi tối cũng rất là cơ bản thôi, tẩy trang rồi toner rửa mặt các kiểu. Đây là cái đồ làm tóc, tại vì tóc của Nhân á là nếu mà để bình thường nó sẽ rất là sơ sát, lúc nào mình cũng sẽ có những cái bộ vật dụng làm tóc. Đây là cái mà không thể nào mà thiếu được luôn, đó là sữa tắm Ngọc Thảo. Mọi người biết không, mỗi lần mà đi đâu là Nhân đều đem cái size chai nhỏ như vậy nè. Chai này là 300ml chứ chai lớn là Nhân là để ở nhà Nhân xài. Chỉ cần bao nhiêu đây thôi là Nhân đã đủ để đi khắp mọi nơi cùng với gia đình của mình rồi. Và không những một ngày nha, mà nhiều ngày nữa Nhân cũng đi được luôn. Nhân rất là đơn giản. Nhắc tới sữa tắm Ngọc Thảo thì tự nhiên mình cũng muốn đi tắm nha. Mọi người thử vào trong xem Nhân trải nghiệm sữa tắm Ngọc Thảo luôn nha. Mọi người biết không, từ khi sanh con xong Nhân bị đổi máu hay sao á, da rất là nhạy cảm, dễ nổi mẩn ngứa và dễ dị ứng. Nên Nhân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm an toàn, lành tính, đặc biệt là ưu tiên dòng thảo dược, dược liệu. Như Nhân tìm hiểu thì thành phần của sữa tắm Ngọc Thảo chứa chiết xuất dược liệu cổ truyền và thảo dược từ khắp nơi trên thế giới như là nhân sâm, trà xanh, dầu ô liu, kim ngân hoa, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Đặc biệt, sữa tắm Ngọc Thảo rất phù hợp cho những làn da khô, nhạy cảm và dễ nổi mẩn ngứa, mụn lưng giống như Nhân. Cảm nhận đầu tiên của Nhân khi sử dụng em sữa tắm Ngọc Thảo này là làn da của mình được dưỡng ẩm chuyên sâu và duy trì độ ẩm trên da sau khi tắm. Sữa tắm cũng làm sạch nhanh, không thấy nhờn dính. Da sau khi tắm cũng mềm mịn và thơm hương dược liệu thảo dược rất là thư giãn, giống như là mùi máy spa vậy đó mọi người. Không bị nồng kiểu như là hương nước hoa hay những loại sữa tắm khác nên Nhân rất là thích. Sau một thời gian Nhân sử dụng sản phẩm thì thấy da mềm mịn, sáng khỏe và ít gặp tình trạng mẩn ngứa hơn hẳn luôn đó mọi người ơi. Tắm xong rồi, bây giờ mình sẽ đi ăn buffet cùng cả nhà thôi. Vì ở xa trung tâm cho nên là Nhân đã chọn đặt buffet cho cả gia đình của mình ăn cùng nhau. Và chọn biết là bà Bona rất là thích ăn ở đây. Đồ ăn ở đây cũng rất là chỉnh chu về chất lượng. Gia đình Nhân ăn cũng thích. Ăn bánh Doraemon sao con? Được không? Nó làm sao vậy gì? Hả?
Ngọt ngọt hả? Ngon ngon ngọt ngọt. Bà Bona bữa nay đi biển bà phấn khích kinh khủng khiếp luôn mọi người. Hồi xưa thì sợ nhưng mà bây giờ rất là thích luôn. Dễ thương quá à. Nè ơi, đi chơi vui không con? Vui cỡ nào? Check. Phải nhớ mặt thôi. Trời đi gái khách sạn. Tắm biển phải băng qua đường. Rồi đi con. Cười quá thì cười. Ủa? Hả? Mẹ các bạn tạo đi trong mẹ đang chụp ảnh con mà. Con tạo dáng đi. Làm sao nữa? Đứng xa xa ra. Qua bên phải, qua bên ông ngoại, qua bên hướng ông ngoại. Qua bên hướng ông ngoại á. Rồi đúng rồi. Mẹ cắt điện thoại trong chụp ảnh mẹ nè. Ủa mẹ tưởng mẹ chụp con. Con xinh hơn á. Mẹ. Điệu quá. Trời ơi, make up tương lai. Make up artist tương lai. Trời dữ dội rồi, trời ơi, điêu luyện. Hả? Chuyên nghiệp. Ông rảnh có ông nhiều chuyện, ông lấy xe đi. Nhiều chuyện dễ sợ. Rồi. Rồi. Trang điểm cho bầu ngoại. Ôi cái mặt kìa. Trời ơi cái mặt kìa. Đẹp không con, đẹp không? Bà ngoại đẹp chưa? Đẹp chưa? Đâu coi gương. Điệu quá luôn á. Tắm biển xong về nghỉ ngơi một chút xíu là mình sẽ đi ăn hải sản vào buổi tối. Cả tuần bận rộn và mệt mỏi với công việc thì Nhân rất thích cuối tuần dắt cả nhà đi chơi. Dù không đi đâu nhiều nhưng chỉ cần ra biển hít cái không khí thôi cũng khiến tinh thần thoải mái và yêu đời hơn. Đặc biệt còn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau thì còn gì bằng nữa đúng không cả nhà? Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay của Nhân nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở những video sau. Lớn rồi nè.